Mình xin giới thiệu với các bạn và anh em, đây là thấy hộp cầu chì. Đế hộp cầu chì của dòng xe Mitsubishi Xmander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái đế hộp cầu chì nó nằm trong khoang động cơ và nằm ở dưới trước cái hộp cầu chì của chúng ta. Đấy, trên này nó có rất nhiều những cái, tất cả những cái điều khiển về hệ thống điện của dòng xe Mitsubishi Xmander nó sẽ nằm đây. Đế hộp cầu chì, đây. Dòng xe Mitsubishi Xmander này nó nằm ở trong khoang động cơ. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông, chúng ta chạy xe trên đường, anh em chúng ta lưu thông mà chạy xe trên đường mà bị hỏng, thông thường hay mình thấy hay hỏng nhất là nó ngậm nước thì dẫn đến nó bị hỏng mất cái hộp cầu chì, đế hộp cầu chì này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường được. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn này, chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em mà có nhu cầu cần thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều những video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này một cách để phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí. Đấy, thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh.